Thúy Hằng, Thúy Vi gửi lời chào trân trọng nhất, chào mừng quý vị đến với chương trình thuyhangshop.com có số điện thoại là 714-331-4703 hoặc là quý vị có thể gọi miễn phí qua số 1-800-429-1506 1-800-429-1506 hoặc là dễ hơn nữa là quý vị có thể tìm tất cả những sản phẩm của công ty qua số điện thoại vừa nói trên và đồng thời qua trang nhà là www.thuyhangshop.com. Trang nhà rất là dễ. 331-4703 rất là dễ. Và một cái tin vui nữa kính thưa quý vị nào mà ở ngay tại Sài Gòn nhỏ chúng ta thì quý vị có thể ghé ngay với lại thuyhangshop.com với một cái cơ sở, một cái showroom rất là khang trang mà mời chị Thúy Hằng giới thiệu đến cái địa chỉ. Vâng, kính thưa quý vị, qua địa chỉ là 10131 đường Westminster Avenue phòng 208 ở trong chợ Sài Gòn Supermarket ngay trên đường Westminster và Brookhurst kính thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà thích ăn phở lú hay là bò bảy món anh hồng, quý vị có tìm thấy chợ Sài Gòn Supermarket bên trong thì Thúy Hằng Shop đã có một cái showroom đầy đủ tất cả những cái sản phẩm. Quý vị có thể đến nơi để chuyên viên của chúng tôi có thể giải thích tường tận đến quý vị để sử dụng như thế nào chính xác hơn để chúng ta có một sức khỏe tốt. Ở nơi showroom của Thúy Hằng Shop thì có đầy đủ hết. Quý vị nào tới những cái ngày lễ cần những cái nữ trang, những cái hoặc là những cái món quà đặc biệt cho những người thân của mình, đồng thời những dược thảo cũng giống như là tất cả mọi thứ mà chúng tôi gửi đến thì quý vị có đến đó có chương trình sale đặc biệt cho tất cả quý vị đến thăm Thúy Hằng Shop kính thưa quý vị. Vâng, và rất là dễ nhớ kính thưa quý vị nào đã mê tiếng hát khả ái của nữ ca sĩ Thúy Hằng thì chắc chắn là quý vị sẽ nhớ ngay với thuyhangshop.com. Và kính thưa quý vị, với một cái tấm lòng rất là khả ái và tốt, đó là Thúy Hằng luôn giới thiệu đến quý vị tất cả những cái sản phẩm mà Thúy Hằng đã nghiên cứu thật là kỹ lưỡng, mong để mang lại cho quý vị những cái sức khỏe một cách tự nhiên, một cái sắc đẹp tự nhiên và những cái dòng nữ trang rất là lấp lánh và trang nhã thanh lịch. Kính thưa quý vị, gần đây thì quý vị đã thấy là nghệ tỏi đen đã rất là bán chạy tại công ty High Limit, đó là thuyhangshop.com quý vị. Rất nhiều bác đã gọi vào và đó là tại sao mà chúng tôi đã liên lạc rất nhiều với công ty này và tìm hiểu thêm những cái sản phẩm khác. Vì đây là một cái sản phẩm mà có thể nói là tất cả hầu như là 99% quý vị khán thính giả đã rất là thích cái sản phẩm này, có nghệ và tỏi đen. Nó thứ nhất, nó cái công dụng của nó là quý vị nào mà đang bị đau bao tử, đầy hơi, khó tiêu, ở chua, nó sẽ giúp cho chúng ta giảm mỡ trong gan, giảm mỡ trong máu, chống lại trụy tim, ung bú, ung thư, cảm cúm, đau nhức và đồng thời nữa là giúp cho phụ nữ chúng ta giảm cân và cho làn da của chúng ta được đẹp đó Thủy Vi. Wow. Vì tại sao mà chúng ta lại có rất nhiều quý vị khán thính giả nói là tại sao mà trong một cái loại dược thảo thôi mà có thể giúp cho chúng nhiều cái phòng chống là những cái căn bệnh như thế này đó. Thưa quý vị, rất là đơn giản thôi, bởi vì trong một sản phẩm nhưng mà có hai cái điều lợi, có hai cái sản phẩm tuyệt vời, rất là nhiều cái lợi ích, đó chính là nghệ và tỏi đen. Trước tiên Thủy Vi xin chia sẻ với quý vị, tỏi đen, tỏi trắng thì quý vị thấy rồi đúng không thưa quý vị, tỏi trắng thì chúng ta ăn thường ngày, chuyện chúng ta bình thấy thường là rồi phải không, chuyện thường tình thế thôi, không có gì để nói. Nhưng mà đúng trong rồi. Chương trình ngày hôm nay thì Thủy Vi cùng với Thúy Hằng nói đến tỏi đen. Và quý vị biết tại sao gọi là tỏi đen không? Tỏi đen bởi vì người ta làm cho tỏi trắng lên men từ 30 tới 40 ngày là được ra thành tỏi đen. Và công dụng của tỏi đen ngày xưa đó quý vị, khi mà các cái chiến binh khi mà người xưa người ta không có những cái thức ăn thức uống tăng lực đâu, người ta chỉ có những cái thực phẩm thiên nhiên mà thôi, như là tỏi chẳng hạn. Và khi mà người ta làm cho tỏi lên men thì làm tỏi đen mà các cái chiến binh này uống vô để mà tăng lực, cũng đúng như rồi. Là những cái trường hợp mà cảm cúm, phòng chống cảm cúm, nhiễm trùng vân vân, đó là cái điều mà tuyệt vời của tỏi đen. Ngoài ra thì Thúy Hằng còn biết những cái điều gì rất là nhiều Thủy Vi, là vì sự chia sẻ quý vị khán thính giả và đồng thời nữa trong gia đình cũng dùng rất là nhiều thì tỏi đen là một cái mà có thể nói rằng là giúp cho chúng ta phòng chống lại những căn bệnh ung thư, đồng thời nữa là máu huyết chúng ta, thứ nhất là ung thư về máu hoặc là nhiều cái căn bệnh phối hợp lại với nhau nhiều lắm quý vị. Ở tại Nhật Bản thì người ta nói rằng là tại sao mà trong những cái năm gần đây thưa quý vị thì tỏi đen đã trở thành một trong những sản phẩm, dẫu nó rất là rẻ tiền khi mà chúng ta có được, nhưng mà tới khi mà chúng họ làm nên thành những cái tỏi đen như thế này, trong thời gian phải làm là từ 30 cho tới 40 ngày nó mới có được một cái tỏi đen. Và vì cái trong tỏi đen nó tăng lên 30 tới 50 lần cái sự mà phòng chống lại cái căn bệnh cho người ta rất là nhiều. Đặc biệt là kính thưa quý vị,
đặc biệt là phòng chống ung thư. Đúng rồi, rất đúng là rồi. Hiệu quả. Và quý vị ơi, như quý vị biết đó là trong cái cuộc sống càng hiện đại thì các cái thức ăn cũng như là những cái thức uống đều trở nên hấp dẫn, và những cái món ăn thức uống hấp dẫn luôn luôn có những cái tác hại. Đúng rồi. Và những có cái men mà gây ung thư. Chính vì vậy mà chúng ta không thể nào mà cưỡng lại những cái vấn đề là chúng ta thức ăn, thức uống, chúng ta sống mà chúng ta không hưởng thụ, không ăn, không đúng, không đúng uống rồi. Gì hết thì khổ quá, phải không đúng chị rồi, Thúy Hằng? Cho nên chắc chắn là chúng ta cứ ăn thoải mái. Đúng nhưng rồi. mà chúng ta phải có những cái sản phẩm tuyệt vời, dược thảo để mà ngăn ngừa, phòng chống những căn bệnh ung thư hoặc những căn bệnh thời đại như cao đường, cao mỡ, cao máu chẳng hạn. Thưa quý vị, và khi mà nói đến phòng chống ung thư thì hai cái sản phẩm tự nhiên mà được dân gian truyền tụng lâu năm lắm rồi đó, kính thưa quý vị, đó là nghệ và tỏi đen. Và khi nghĩ tới hai sản phẩm này có một trong cùng một cái sản phẩm, đó chỉ có tại thuyhangshop.com là sản phẩm là nghệ cùng với lại tỏi đen. Và kính thưa quý vị, những chị em nào phụ nữ sau khi sanh dùng cái sản phẩm này rất là tuyệt vời, cũng rất là giúp tốt cho chúng ta có thể nạp lại năng lượng, lấy lại những chất bổ trong cơ thể mà đã mất đi, cũng như những cái năng lượng của mình. Và ngoài ra là nghệ cũng như tỏi đen giúp chúng ta mau lành vết thương, chị em nào mà sanh mổ phải không? Đúng chị rồi. Thưa quý vị, để chữa đầu răng nữa đó chị. Đúng rồi. Để mà Thúy Hằng cùng với Thùy Vi chính xác mà gửi đến quý vị những cái căn bệnh mà có thể ngon, trước tiên hết là tỏi đen nó giúp cho chúng ta như thế nào. Tỏi đen là làm chống lão hóa cơ thể, và tỏi đen phòng chống ung thư máu. Thưa quý vị, tỏi đen dẫn xuất những cái hợp chất để cho giảm đi cholesterol trong máu. Quý vị nào bị high cholesterol, chúng ta sử dụng để phòng chống lại, bảo vệ cho cơ thể của những người lớn tuổi, phòng chống lại những bệnh tật khác nhau. Và tỏi đen nó sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn và bộ tiêu hóa tốt hơn, thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì cái nghệ thì tất cả ông bà chúng ta ai cũng biết rồi, nghệ nó giúp cho chúng ta về bộ tiêu hóa. Quý vị nào mà đầy hơi khó tiêu ở chua thì chúng ta sử dụng sẽ trong vòng 2 ngày thôi, quý vị sẽ thấy được sự khác biệt, đó là theo cái sự feedback của khách hàng, thưa quý vị. Và đồng thời nữa, nghệ này nó cũng trị được những cái phòng chống lại những cái chữa viêm họng của chúng ta. Khi tới mùa đông thì nhiều khi chúng có những cái bệnh allergy, cảm cúm rất là nhiều. Đồng thời nữa nó cũng có thể giúp cho chúng ta giảm cân, lưu thông lọc máu, thưa quý vị, chống ung thư, kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thì trong một cái như vậy thì khi mà hàng vừa mới về đó, Thùy Vi, cái người đầu tiên mà Thúy Hằng rất là thích đó là bố của Thúy Hằng. Ông không bao giờ tin vào trong những cái dược thảo. Ông nói là vì ở bên đây mấy chục năm rồi, ông dùng thuốc tây rất là nhiều, Thùy Vi. Khi mà ông nghe đến cái này và ông đã sử dụng thì ông cho Thúy Hằng biết liền đây là một cái loại hiếm quý mà con cần phải phổ biến rất là nhiều cho mọi người. Với cái sự tin tưởng quý vị khán thính giả và với cái lời hướng dẫn của bố nói là đây là một loại bố tin chắc rằng sẽ giúp cho rất là nhiều người. Đó là vì bố Thúy Hằng uống vào xong rồi khoảng 2-3 ngày sau thì bố nói là từ xưa tới người lớn tuổi thường thường hay khó ngủ lắm Thùy Vi, nhưng mà bố Hằng uống vào thì đã có được rất ngủ rất là ngon. Và đồng thời ông cũng biết là nghệ với lại tỏi giúp cho người ta rất là nhiều. Mà cái vui nữa, kính thưa quý vị, đó là một số khách hàng khi mà đã sử dụng qua, lập tức trong vòng một tuần thôi, thì vì chưa tới một tuần đã gọi lại reorder và giới thiệu bạn bè và đồng thời gửi về Việt Nam rất rất là nhiều. Thành ra Thúy Hằng rất là vui vì công ty đã khám phá ra nghệ tỏi đen mà chỉ có tại công ty High Limit qua trang nhà là thuyhangshop.com. Mong rằng quý vị sẽ gọi ngay. Đang có chương trình đặc biệt mua 3 tặng 2, thưa quý vị. Mua 3 tặng 2, bình thường mình là mua 3 tặng 1. Nhưng mà từ đây để cho tới đúng rồi những lễ ơn. Tết đó, thưa quý vị gọi vào để mà gửi về Việt Nam. Nó là mua 3 tặng 2 vì tại sao mà chúng ta có được cái số lượng mà mình sell được là vì cái số lượng mình bán được nhiều, thì bắt đầu công ty nó cho mình những cái promotion. Thành ra mong rằng quý vị sẽ gọi ngay qua số điện thoại là 714-331-4703. Quý vị nhớ, quý vị nào đang bị đầy hơi khó tiêu ở chua, nó sẽ giảm mỡ trong máu, giảm mỡ trong gan, chống ung thư, cảm cúm, đau nhức, và đồng thời nó da dẻ của chúng ta rất là đẹp và giảm cân nữa, thưa quý vị. Đó là những điều tuyệt vời, kính thưa quý vị. Đó là những điều quá tuyệt vời, 2-in-1 sản phẩm là nghệ và tỏi đen của công ty High Limit. Đúng rồi. Và đặc biệt là Made in Japan, kính thưa quý vị, là sản phẩm từ Nhật Bản. Đúng khi mà rồi. Quý vị nghe tới những cái sản phẩm từ Nhật Bản thì luôn luôn có cái sự bảo đảm về cái chất lượng cũng như là cái sự tuyệt vời của công dụng. Đừng chần chờ, kính thưa quý vị, gọi ngay cho thuyhangshop.com 714-331-4703 với sản phẩm tỏi đen và
nghề. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Hoặc là quý vị có thể đến tại thuyhangshop.com để mà hỏi sample. Chúng tôi sẽ cho ra những cái sample để quý vị có thể dự, sử dụng trong vòng 2 ngày qua địa chỉ là 10131 đường Westminster Avenue, thành phố Garden Grove, phòng 208. Thưa quý vị, quý vị gọi ngay qua số điện thoại là 714-331-4703 với một chương trình đặc biệt on sale, đó là mua 3 mình được tặng 2, thưa quý vị. Mua 3 tặng 2. Đúng rồi. Chương trình chưa từng có đó. Đúng rồi, và bên cạnh đó, kính thưa quý vị, đó là khi mà công ty đã khám phá ra cái sản phẩm rất là tốt này và đã công nhận rằng rất nhiều khách hàng đã mua rất là chạy, thưa quý vị. Thành ra công ty đã nghiên cứu thêm những cái sản phẩm khác cùng một cái công ty, đó là một cái công ty gọi là Natural Medicine. Họ wow. chỉ chuyên là về những cái dược thảo tự nhiên thôi, nó không có những cái loại nào mà độc hại tới cơ thể, và đặc biệt là xuất xứ từ Nhật Bản 100%, quý vị yên tâm. Vì chúng ta bây giờ những cái sản phẩm rất là nhiều, và đôi khi chúng ta mua về không phải, nhiều người đã đặt câu hỏi là nếu mà tôi không thấy được cái từ Made in Japan thì nó có phải là từ Japan hay là không. Thưa quý vị, đôi khi người ta mang về, người ta có thể làm nên những cái mẫu mã, người ta làm cái box, người ta để Made in Japan. Thành ra đây là những cái sản phẩm mà quý vị có thể liên lạc ngay để tìm mua. Đây là tận gốc 100%, bảo đảm uy tín với quý vị điều đó. Chúng tôi có thể cho quý vị coi những cái thùng mà từ bên những cái label mà gửi từ Nhật Bản về, thưa quý vị. Trên tay của Thúy Hằng bây giờ thì chị Thúy Hằng đang giới thiệu đến quý vị, đó là Đông Trùng Hạ Thảo, cũng cùng một công ty mà đã sản xuất ra nghệ tỏi đen. Cái Đông Trùng Hạ Thảo này giúp cho quý vị nào những có về yếu thận, Thúy Hằng xin đọc một số những cái căn bệnh mà có thể Đông Trùng Hạ Thảo có thể giúp cho chúng ta. Đó là, thưa quý vị, nó có thể bảo vệ thận trong trường hợp gặp tổn thương do thiếu máu, và sau đó thì là làm hạ huyết áp cho người cao huyết áp, chống lại hiện tượng thiếu máu ở cơ tim, giữ ổn định nhịp đập của tim, tăng cường năng lực thực bào của tế bào miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Đó là điều hình như mọi người ai cũng thích. Nhất là các vị công niên thì khi mà đã đến một tuổi nào đó thì cơ thể chúng ta, các cái hệ thống trong cơ thể chúng ta nó bắt đầu nó chậm lại. Đúng rồi. Và nếu như quý vị dùng Đông Trùng Hạ Thảo của công ty Halimix giúp cho quý vị nhanh chóng hấp thụ các cái chất dinh dưỡng hơn và cô đọng lại những cái chất dinh dưỡng cho quý vị hoàn toàn một cách tự nhiên. Và đặc biệt khi mà quý vị nghe tới Đông Trùng Hạ Thảo thì ai ai cũng biết rằng là ông uống thì bà khen, phải không chị Thúy Hằng? Bổ thận và bổ dương, kính quý vị, một lần nữa xin quý vị gọi ngay qua số điện thoại là 714-331-4703 hoặc ghé vào trong thuyhangshop.com để tìm hiểu những sản phẩm chánh gốc từ công ty từ Nhật Bản, kính quý vị. Và chương trình có nhiều chương trình rất là đặc biệt on sale, xin quý vị hãy gọi ngay. Đồng thời chúng tôi cũng có luôn sụn cá mập, sụn gan cá mập chánh gốc từ Nhật Bản, những cái loại sản phẩm có thể giúp cho chúng ta phòng chống lại những chứng loãng xương, lão hóa xương, đau nhức và cảm cúm, và chống lại những căn bệnh ung thư. Cảm ơn Thủy Vi rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chị em chúng ta gửi đến quý vị những cái sản phẩm từ công ty High Limit đến từ Nhật Bản. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ qua số điện thoại là 714-331-4703. Với ba sản phẩm tuyệt vời ngày hôm nay, Thủy Vi xin tóm gọn lại để quý vị có thể nhớ. Khi mà nghĩ tới Thúy Hằng và Thủy Vi mà nghĩ tới những dược thảo thì chắc chắn quý vị phải nghĩ tất cả đến những cái sản phẩm từ Nhật Bản, Made in Japan. Thứ nhất là chúng ta có là nghệ tỏi đen. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Và cái sản phẩm thứ hai đó là Đông Trùng Hạ Thảo. Và sản phẩm thứ ba đó là sụn cá mập. Và ba cái sản phẩm này thì công ty Halimix cũng đang có chương trình promotion đặc biệt tặng cho thuyhangshop.com mà thôi. Và để cảm ơn quý vị, vì vậy mà Thúy Hằng lại tặng lại cho quý vị. Đó là cái điều tuyệt vời của những cái dòng sản phẩm dược thảo quý hiếm từ Nhật Bản qua trang nhà thuyhangshop.com. Một lần nữa, quý vị đang tìm hiểu cho chính mình, cho gia đình mình hoặc là cho những người thân yêu, thân quen, bạn bè, gia đình và người thân thì quý vị hãy lên trang nhà của thuyhangshop.com để mà tìm hiểu tất cả những cái sản phẩm dược thảo tốt nhất mang lại sức khỏe tuyệt vời một cách tự nhiên. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình dược thảo của công ty High Limit. Chúc cho quý vị có được sức khỏe thật là tốt và có những món quà rất đặc biệt đến từ công ty High Limit. Một lần nữa xin quý vị ghé vào trong Thúy Hằng Shop cũng giống như là thuyhangshop.com và gọi ngay cho thuyhangshop.com 714-331-4703. Thủy Vi và Thúy Hằng với cái mục đích là gửi đến quý vị những cái dòng sản phẩm mang lại sức khỏe cho quý vị một cách tự nhiên. Và Thủy Vi cùng với Thúy Hằng mến chúc quý vị luôn có sức khỏe trẻ đẹp cùng với thuyhangshop.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào.